của bún điều xáo. Nó choáng đầu. Rồi thôi. Sắp được quá chứ. Được chưa? Được. Được. Làm quả trứng là cái bằng vỏ hay không? Chứ. Làm bằng cái muối được không? Thôi, nếu dài thì thôi. Còn tí nữa thì nó lốt rồi. Thank you.
cái này chỉ càng có nhất. Đôi khi nó thay đổi tí. Chắc là cũng phải có. Chắc là nó cũng phải bình luận sao. Lâu lắm nó cũng bình luận. Chắc rồi. Chắc bình luận nó thay lương. Kiểu như thế. Không nói được. Một cái này giấy nó phải bắn ra. Nó dễ không? Nó bắn, nó bắn, bắn ra. Let's see.